xin chào anh chị nha. Chúc anh chị một buổi chiều thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em xin phép cập nhật lại tất cả các dòng xe hiện có tại cửa hàng Toàn Trung Gia Lai bên em nha. Địa chỉ là 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai nha anh chị. Chiếc đầu tiên là chiếc bán tải Mazda BT50 đời 2015, số sàn 2 cầu nha anh chị. Xe này thì đi được 13 vạn rồi. Con này hiện tại anh em bán với giá là 390 triệu nha. Xe này thì khách từ Đắk Nông qua bên em đổi xe bên em nha anh chị, cũng đã được nắp thùng rồi nè. Android camera hành trình dê đầy đủ hết rồi nha anh chị. Tiếp theo là con Ford Everest 2021 nha. Con này là bản Sport. Con này bản Sport nha. Con này đi được 23.000 cây rồi. Hiện tại em đang bán với giá là 1 tỷ 030 triệu nha anh chị. Em còn một chiếc Titanium một cầu giá là 1 tỷ 040 đời 2020, hiện tại ở trong Sài Gòn nha anh chị. Và một chiếc số tự động hai cầu nữa nhé, em bán 1 tỷ 1 cũng ở trong Sài Gòn nha anh chị. Tiếp theo là con Kia Sorento 2020, xe này đi mới có 15.000 cây thôi nha anh chị, xe rất là mới. Xe này thì góc công tâm biển số rất là đẹp nhé, 07171. Xe này thì nó có đầy đủ tất cả các chức năng rồi, vị trí nhớ ghế, ghế trình điện, cam 360 cũng đầy đủ hết rồi nha anh chị. Xe này thì chủ giữ gìn rất là kỹ nha. Cần số màn hình rồi rất là mới. Con này thì hiện tại anh em bán với giá là 1 tỷ 140 triệu nha. Tất cả dòng xe bên em bán ra là đều có giấy cam kết bảo hành hết cho mình nha, không đâm đụng, không làm nước, không làm máy nha anh chị, và bảo hành cho mình 6 tháng về động cơ. Đó, xe mới tinh nè, màu trắng. Tiếp theo là một con Lexus nha anh chị, Lexus RS350. Con này 2008 nhưng mà rất là mới nha anh chị. Bên em thì ít khi mua đời sau lắm, nhưng mà những con xe chắc là bên em đều mua hết nha. Xe chắc này, xe đẹp mà xe cọp nha, là bên em đều mua hết. Hiện tại con này là em đang bán với giá là 950 nha, 950 triệu là anh chị sở hữu được một dòng xe cao cấp là Lexus RS350 2008 nha. Con này hiện tại đi được 102.000 km, em đang bán với giá là 950 triệu nha anh chị, 950 triệu. Đấy, cửa sổ chơi đầy đủ hết, bộ tì tay ghế ngồi sau nè. Tiếp theo là con Toyota Innova bản G nha anh chị. Con này 200G, con này là số tự động anh chị ạ. Con này là em mua trực tiếp tại Đắk Lắk nè. Con này thì đi mới có 66.000 cây thôi, và chủ cũng lên rất là nhiều đồ chơi rồi nha. Cam 360 độ đầy đủ, màn hình đầy đủ hết rồi nha. Trong dòng này về thì mình chỉ biết sử dụng thôi, nó cũng không làm thêm gì nữa đâu ạ, tại vì chủ họ cũng lên hết rồi, xe còn rất là mới. Đó, thì anh chị cứ quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp tới em nha, 0928325679. Họ anh chị có xe nào bán thì liên hệ tới số 0979325679 nhé, em sẽ đi mua xe toàn quốc ạ. Đó. Xe này thì hiện tại em đang bán với giá là 650 triệu nha anh chị, Toyota Innova đời 2019 nhé. Tiếp theo là con Mazda 2 này, bản Luxury. Con này cũng gốc Gia Lai luôn nha. Con này thì em cũng trực tiếp đi mua nè. Con này là 2021 Luxury, xe đi được 28.000 cây rồi. Con này hiện tại em đang bán với giá là 499 triệu nha, 499 triệu. Ghế da nỉ nha anh chị. Tiếp theo là Kia Sorento. Kia Sorento con này gốc Bình Định nhé. Con này là đi được 3 vạn rồi, 31.000 rồi. Đời 2020, số sàn màu đỏ luôn nha anh chị. Con này hiện tại em bán với giá là 370 triệu nhé, 370 triệu. Kia Sorento bản Deluxe, số sàn bản đủ. Xe còn rất là mới, gốc Bình Định. Tiếp theo là con VinFast Fadil. Dòng xe này thì em cũng đi mua trực tiếp với đi mua trực tiếp ở dưới Phú Yên nha. Con này là bản bay, xe đi mua có 4.000 anh chị. Xe này thì em mua cùng với chiếc Kia Seltos, mà Kia Seltos em bán rồi nha. Giờ còn kia còn con VinFast VinFast Fadil này thì em vẫn còn nha, 2021 4.000 cây bản bay, hiện tại anh em bán với giá là 360 triệu nha, 360 triệu. Xe mới tinh rồi, cần số cũng chưa thấy ni lông đây luôn nha anh chị. Ghế da số tự động đầy đủ hết rồi. Tiếp theo là con Hyundai Accent nha. Con này cũng gấp Gia Lai này mà số sàn bằng đủ. Con này thì đi cũng hơi nhiều rồi anh chị ạ. Con này đi 48.000 cây rồi.
À, con này thì hiện tại em đang bán với giá là 430 triệu nhé, 430 triệu. Một con Hyundai Accent 2020 bản đủ số sàn, đi 48.000 cây, em bán với giá là 430 triệu nha anh chị. 430 triệu. Hiện tại em cũng đang còn mua rất là nhiều dòng xe nha, để phục vụ Tết cho anh chị. Nên chị có xe nào bán hay là giới thiệu bán xe á, thì liên hệ trực tiếp tới em luôn nha. Rồi em có thể gửi hoa hồng cao cho bên mình nha anh chị. Tiếp theo là một con Honda CR-V nha. Honda CR-V, con này là bảng E nha anh chị. Con này là bảng E, bảng E, bảng G, bảng L. Con này thì 2019 một chủ à. Điều đặc biệt là mới đi có 23.000 cây thôi nha anh chị. Đó, số tự động. Con này là bản 1.5 turbo nha, 7 chỗ. Đó, con này thì đời 2019 này. Em đang bán với giá là 800 triệu nha. 800 triệu. Đó, tất cả cái dòng xe em bán ra là bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Về thì anh chị chỉ biết là đóng thuế rồi bấm biển thôi. Đó. Tiếp theo là Toyota Rush. Toyota Rush. Con này cũng gốc Bình Định này. Con này thì đời 2020. Điều đặc biệt là đi mới có 14.000 cây thôi. Xe này thì hiện tại em đang bán với giá là 625 triệu. 625 triệu nha anh chị. Nó cũng có camera hành trình bị map rồi nè. Bể bước rồi. Ốp bể bước, phanh cách nhiệt rồi, đầy đủ hết rồi nha. Đó. Xe này thì là Toyota Rush 2020, 14.000 cây, hiện tại em bán với giá là 625 triệu nha. Đó anh chị. 625 triệu. Tiếp theo là Hyundai Tucson. Hyundai Tucson máy dầu nha anh chị. Con này đời 2019 này. Con này thì lên cửa hit rồi nè. Camera 360 độ đầy đủ rồi nha anh chị. Bể bước nè. Xe này thì đời 2019 máy dầu 2.0 máy dầu. Xe đi được 56.000 cây rồi. Xe này là gốc Bình Dương nha. Con này hiện tại nó bán với giá là 855 triệu nè. Em còn một con máy dầu màu đỏ ở trong Sài Gòn nữa. Con nói thì em bán 840 nha. Con nói thì em bán 840. Anh chị quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. 0928 325 679 nhé, hoặc 0979 325 679 nha anh chị.